Bài 1. Giới thiệu tổng quan về Excel. 1 là mã mục tiêu bài học. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ có cách nhìn cơ bản về chương trình Microsoft Excel, biết được giao diện của chương trình, cách tạo mới bảng tính trong chương trình, cách lưu tập tin Excel, cách mở một tập tin Excel đã lưu. 2 là mã nội dung của bài học. 1 nhỏ, giới thiệu chung. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các phiên bản của Microsoft Excel. Phiên bản đầu tiên của Microsoft Excel được viết dành riêng cho hệ thống Macintosh và được phát hành vào năm 1985. Excel 5, phiên bản thứ 5, phát hành vào năm 1993. Excel 95, phiên bản thứ 7, phát hành năm 1995. Phiên bản này ra đời cùng thời với Windows 95 và là phiên bản Excel đầu tiên sử dụng đầy đủ bộ mã 32-bit. Excel 97, phiên bản 8, phát hành năm 1997. Đây là phiên bản dễ sử dụng nhất. Excel 2000, phiên bản chính, phát hành năm 1999. Excel 2002, phiên bản 10, phát hành năm 2001. Excel 2003, phiên bản 11, là phiên bản sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Và phiên bản mới nhất của Excel đó là phiên bản năm 2000, Excel 2007. Microsoft Excel là một chương trình dùng để quản lý cơ sở dữ liệu. Dữ liệu trong Excel có thể là chữ hoặc là số. Chúng được quản lý bởi các cột hoặc các hàng của bảng tính. Tiếp theo phần 2 nhỏ, tôi sẽ mô tả về màn hình Excel. Bây giờ tôi sẽ mở chương trình Microsoft Excel. Start menu P program sub menu A accessories sub M Microsoft Office sub menu M Microsoft Office Excel 2003 Enter. Cửa sổ Microsoft Excel gồm các thành phần chính. Đầu tiên đó là thanh tiêu đề. Trên thanh tiêu đề sẽ hiển thị tên của chương trình và tên của tập tin đang được mở. Để nghe tên thanh tiêu đề, chúng ta sẽ nhấn Insert T, giống như tất cả các chương trình khác. Tôi sẽ nhấn Insert T. Title is Microsoft Excel Dashboard 1 Sheet 1. Microsoft Excel Book 1. Tập tin mặc định của chương trình Microsoft Excel khi chúng ta mở chương trình lên, đó là tập tin thứ nhất với tên là Book 1. Và trên thành phần của thanh tiêu đề còn có 3 nút điều khiển, đó là Minimize, Restore, Close. Để di chuyển đến các nút này, các bạn có thể nhấn Alt khoảng trắng để vào Menu System. Alt Space Menu System Menu Restore to Navigate Press Up or Down Arrow R. Và các bạn có thể dùng mũi tên để chọn lựa các mục lựa chọn ở đây. Size Minimize N. Minimize thu nhỏ chương trình. Close C. Close đóng chương trình. Leaving Menus Blank A1. Thành phần thứ hai đó là thanh menu. Thanh menu 3 gồm các menu lựa chọn. Ở đây chúng ta có 9 menu thông dụng. Đó là menu File, menu Edit, menu View, menu Insert, menu Format, menu Tool, menu Data, menu Window và menu Help. Dưới thanh menu đó là thanh Toolbar, thanh công cụ. Ở đây chứa các lựa chọn, các chức năng giúp cho người dùng thao tác nhanh hơn trong Excel, nhưng đối với những người khiếm thị thì thanh công cụ này ít được sử dụng. Dưới thanh công cụ đó là thanh Format, gồm các nút lựa chọn như là phông, chọn phông chữ, cỡ chữ, in đậm, in nghiêng, canh trái, canh phải, vân vân. Để di chuyển đến thanh Toolbar hoặc là thanh Format, các bạn có thể nhấn phím Alt+, sau đó nhấn phím Ctrl Tab. Menu bar, new button. New button là tạo mới. Bạn có thể nhấn Enter vào đây nếu các bạn lựa chọn mục này. Open button. Open là mở. Save button. Save là lưu. Muốn lựa chọn một mục nào đó thì bạn chỉ cần Enter vào. Arial, leaving menu bar. Nhấn Ctrl Tab tiếp sẽ qua tới thanh Format. Mục đầu tiên là chọn phông chữ. 10, font size, colon, combo box, 10. Phông size, chọn cỡ chữ. Menu bar, bold button. Bold put, in đậm. Muốn in đậm thì các bạn sẽ Enter vào đây. Ở đây, các bạn sẽ dùng mũi tên trái, mũi tên phải để duyệt các mục trong các thanh lựa chọn. Tôi sẽ nhấn Alt+ để thoát. Leaving menu bar blank a one. Thành phần tiếp theo đó là ô name box. Ở đây, chương trình sẽ hiển thị tên của ô mà các bạn đang đứng. Các bạn có thể nhấn Insert C để nghe tên của ô đang đứng để di chuyển lên thanh này. A1. Các bạn đang đứng ngay ô A1. Tiếp đó là thanh Formula, thanh công thức, cho biết nội dung của ô hiện hành. Bạn có thể nhấn F2 để lên được thanh công thức này. Tiếp theo đó là cửa sổ bảng tính, là một bảng tính. Ở đây với tên là Sheet, có 256 cột và 65.536 dòng. Cột Column
được gắn nhãn, thứ tự từ A đến Z, tiếp đó là AA đến AZ cho đến hết đó là IV. Dòng được gắn nhãn bằng các số từ 1 đến 65536. Các ô trong Excel là giao nhau giữa dòng và cột. Tên của ô được lấy là tên của dòng và cột gặp lại. Chẳng hạn như A2 có nghĩa là bạn đang đứng ở cột 2 và dòng thứ 2. A3 đứng ở cột A và dòng thứ 3. B3 đứng ở cột B và dòng thứ 3. C3 đứng ở cột C và dòng thứ 3. C4 đứng ở cột C và dòng thứ 4, vân vân. Thành phần tiếp theo đó là tên của các sheet hiện hành. Mặc định thì một tập tin Excel gồm có 3 sheet. Một tập tin Excel được xem như là một sổ công tác với nhiều sheet, tức là nhiều bảng công tác. Phía dưới nữa, đó là thanh Titled Bar. Để đi đến thanh này thì các bạn có thể root cho và nhấn Ctrl N về cuối. Thành phần cuối cùng đó là thanh trượt dọc và thanh trượt ngang. Trên đây là các thành phần chính của cửa sổ Excel. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn việc tạo mới, lưu và mở một tập tin Excel. Để tạo mới một tập tin Excel thì các bạn sẽ nhấn Ctrl N. Control N, book 2, sheet 1, blank 1. Hoặc các bạn có thể nhấn Alt F vào menu file. Alt F, menu, file menu, new dot dot dot, control plus N. Chọn new và enter. Enter, leaving menus, blank 1, blank workbook link. Chọn ngay language rồi enter. Enter, book 3, sheet 1. Và để đóng một tập tin Excel đang được mở mà không đóng chương trình Excel thì các bạn sẽ nhấn Ctrl W hoặc là Ctrl F4. Ở đây tôi sẽ nhấn Ctrl W. Control W, book 2, sheet 1, blank. Tôi đã đóng book 3 lại. Và để di chuyển giữa các cửa sổ Excel đang mở, các bạn có thể nhấn Ctrl Tab hoặc là Ctrl F6. Control F6, book 1, sheet 1, blank 1. Book 1. Control F6, book 2, sheet 1, blank 1. Book 2. Đó là các cách di chuyển giữa hai bảng tính Excel. Để lưu một tập tin Excel cũng tương tự như chương trình Microsoft Word, các bạn cũng nhấn Ctrl S để mở hộp thoại lưu, hoặc nhấn F12 để mở hộp thoại CS. Tôi sẽ nhấn Ctrl S. Control S, save as dialog, file name colon edit combo, book 2.h. File name, ở đây các bạn sẽ gõ tên tập tin. Tab, save as type colon combo dot. CS type, chọn loại đuôi tập tin. Ở đây đuôi mặc định của tập tin Microsoft Excel đó là XLS. Sau khi chọn xong, các bạn nhấn Tab đến Saving, chọn ổ đĩa và Tab đến Next View, chọn thư mục cần lưu, rồi Tab đến Save và kích hoạt vào, hoặc nhấn Alt S. Muốn lưu tập tin thêm một lần nữa thì các bạn có thể nhấn F12 hoặc nhấn Alt F vào menu File và chọn mục Save. Alt F, menu, file menu, new dot dot dot, control plus N. Save as dot dot dot. Rồi enter. Enter. Đó là cách lưu một tập tin Excel. Tương tự như vậy, các bạn cũng có cách mở một tập tin Excel. Đó là nhấn Ctrl O. Control O, open dialog, file name colon edit combo. Và duyệt tìm đường dẫn để mở tập tin Excel như bất kỳ một chương trình nào. Ở đây tôi sẽ nhấn Escape. Escape, blank. Hoặc các bạn có thể nhấn Alt F và menu file. Alt F, menu, file menu, new dot dot dot, control plus N. Mũi tên xuống chọn một open rồi enter. Open dot dot dot, control plus O, O, enter. Trên đây tôi đã giới thiệu với các bạn đôi nét về chương trình Microsoft Excel.